Ngày 6 tháng 6, thành phố Uông Bí tổ chức diễn đàn trẻ em với các vấn đề của trẻ em. Diễn đàn có sự tham gia của 300 em học sinh, tổng phụ trách, đại diện ban giám hiệu các trường trung học cơ sở trên địa bàn, lãnh đạo các phòng ban ngành chức năng thành phố. Cùng dự diễn đàn có các đồng chí Trần Văn Lâm, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố, Lê Minh Sơn, phó giám đốc sở lao động thương minh và xã hội, Phạm Tuấn Đạt, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố. Diễn đàn có sự tham gia của 11 đội đến từ các trường trung học cơ sở trên địa bàn. Tại diễn đàn, các đội đã thể hiện tiết mục chào hỏi đầy sôi động, trong đó lồng ghép nhiều nội dung liên quan đến những vấn đề của trẻ em hiện nay như bạo lực học đường, quyền của trẻ em. Cũng tại diễn đàn, các em học sinh đã đặt nhiều câu hỏi, trao đổi trực tiếp về những vấn đề các em quan tâm với lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các ban ngành đoàn thể của thành phố tập trung vào chủ đề như phòng chống bạo lực trẻ em tại gia đình, học đường, phòng chống xâm hại trẻ em, bảo vệ an toàn cho trẻ em thông qua kiểm soát thông tin trên mạng xã hội. Những vấn đề trên được lãnh đạo thành phố giải đáp định hướng, đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy hành động của các cấp ngành gia đình, nhà trường trong bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, đặc biệt là phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em. Tại diễn đàn, các em học sinh cũng được tuyên truyền tập huấn các kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục, phòng chống đuối nước một hoạt động điểm nhấn khác của diễn đàn là trưng bày các sản phẩm tuyên truyền bày tỏ nguyện vọng mong ước của trẻ em diễn đàn trẻ em về các vấn đề về trẻ em nhằm tạo cơ hội cho thiếu nhi trên địa bàn thành phố bày tỏ suy nghĩ nguyện vọng quan điểm nhằm giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến các em đồng thời góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ chăm sóc quản lý giáo dục tạo điều kiện thuận lợi để các em phát triển